Ví dụ sau đây giúp bạn hiểu hơn về loại hình kinh doanh này. Thậm chí có thể bạn đã từng làm nhưng không biết và cũng không được chia lợi nhuận. Bạn của bạn giới thiệu hai quán phở A và B rất ngon. Bạn đến ăn và thấy đúng là rất ngon. Bạn đến ăn thường xuyên, đồng thời giới thiệu cho bạn bè. Những người bạn được giới thiệu cũng thấy ngon, liền giới thiệu cho người bạn của họ. Cứ thế, có rất nhiều người đến hai quán phở từ lời giới thiệu ban đầu của bạn. Bây giờ, hãy tưởng tượng một ngày nọ, ông chủ quán A tuyên bố sẽ trả 5% tiền hoa hồng cho những ai giới thiệu người khác đến ăn. Chưa hết, khi những người được bạn giới thiệu tiếp những người khác, bạn tiếp tục được nhận thêm 5%. Cứ thế cho đến 6 tầng. Ngay cả khi không đến ăn hoặc giới thiệu thêm người mới, bạn vẫn nhận được hoa hồng. Vậy bạn sẽ giới thiệu bạn bè đến quán A hay quán B? Đây là ví dụ tiêu biểu về hình thức tiếp thị nhiều tầng, ở Việt Nam còn gọi là kinh doanh đa cấp. Kinh doanh đa cấp cho phép bạn toàn quyền sử dụng những cơ sở kinh doanh của đối tác như văn phòng, trung tâm nghiên cứu, hệ thống máy tính, hệ thống vận chuyển, đội ngũ nhân sự mà không phải bỏ ra bất kỳ chi phí nào. Tuy nhiên, bạn sẽ không nghe nhiều về những ưu điểm này. Thay vào đó, bạn sẽ nghe những cụm từ tiêu cực như sau: lừa đảo, giá cao, đội giá, dưới làm trên hưởng, lôi kéo người thân, nói quá sự thật, chất lượng sản phẩm không thật, cuồng tín, bị báo chí phản ánh tiêu cực. Chúng ta hãy xem xét chi tiết lần lượt vấn đề. Lừa đảo. Bạn hãy nhấp dừng clip và dành ít phút để trả lời câu hỏi: có lĩnh vực nào chưa từng xảy ra một vụ lừa đảo nào không? Một số kiến sư lừa đảo nhưng không thể nói tất cả các kiến sư đều lừa đảo. Một số nhà báo lừa đảo nhưng không thể nói tất cả nhà báo lừa đảo. Một số kế toán lừa đảo nhưng không thể nói tất cả kế toán lừa đảo. Mọi nơi đều có lừa đảo nhưng không thể nói tất cả những ai làm trong ngành đó đều là lừa đảo. Tin vui đó là ngày càng có nhiều kẻ lừa đảo và bất chính bị bắt. Lừa đảo hay chuyên nghiệp hoàn toàn do người làm nghề tạo ra. Bạn sẽ chọn con đường nào? Giá cao. Để nói cao hay thấp, bạn cần có một cột mốc để so sánh. Mốc so sánh ở đây chính là mức thu nhập và khả năng chi trả của bạn. Những sản phẩm được bạn xếp vào loại giá cao thường là do bạn chưa có đủ tiền để mua. Khi đưa ra mức giá cho sản phẩm, các doanh nghiệp luôn phải cân bằng hai yếu tố sau: lợi ích sản phẩm mang lại và thu nhập của khách hàng mục tiêu. Vì vậy, những khách hàng đã sử dụng và thấy rằng lợi ích của sản phẩm đúng như mong đợi sẽ không cho rằng đó là mức giá cao. Ví dụ, bạn mua một chai nước suối 500ml với giá 5.000. Với số tiền đó, bạn có thể đun sôi để nguội từ 3 đến 5 lít nước ở nhà. Vậy, 5.000 là cao hay thấp? Đội giá. Một công ty đa cấp chuyên nghiệp sẽ không bao giờ đưa ra hai mức giá cho một sản phẩm trong cùng một thị trường. Không quan trọng với người mới làm hay đã làm lâu năm, ở Hà Nội hay ở Cà Mau, tất cả sản phẩm đều bắt buộc bán đúng với giá do công ty quy định. Nếu bạn biết một nơi nào đó bán giá cao hoặc thấp hơn giá quy định, bạn hãy ngay lập tức báo cho công ty hoặc cơ quan quản lý thị trường để xử lý theo pháp luật. Dưới làm, trên hưởng. Trong mô hình kinh doanh truyền thống, chủ doanh nghiệp mua sức lao động của nhân viên để tạo ra lợi nhuận cho chính mình. Bạn có thể tự phân tích người nào làm và người nào hưởng. Ngược lại, ở kinh doanh đa cấp chuyên nghiệp, ai làm, người nấy hưởng. Giả sử tuyến trên của bạn chỉ xây dựng được một hoặc hai nhánh, trong khi bạn xây dựng được 10 nhánh thì thu nhập của bạn sẽ gấp nhiều lần tuyến trên của bạn. Lôi kéo người thân. Ví dụ bạn mở một quán cà phê. Ai là những người đầu tiên bạn giới thiệu và mời đến dự khai trương nếu không phải là bạn bè, người thân? Mở rộng ra với bất kỳ việc kinh doanh nào, những khách hàng đầu tiên phần lớn là bạn bè, người thân, người quen biết. Cho đến giờ, mọi doanh nghiệp đều thừa nhận rằng quảng cáo truyền miệng là hình thức quảng cáo cơ bản nhất, dễ làm nhất, tiết kiệm chi phí nhất. Người làm đa cấp chuyên nghiệp sẽ không lôi kéo bằng mọi giá, mà chỉ giới thiệu người thân sử dụng sản phẩm. Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi người đó đồng ý sử dụng, có hiệu quả và muốn tham gia kinh doanh. Nói quá sự thật. Bạn có từng xem quảng cáo trên TV không? Bạn có thấy các quảng cáo nói đúng sự thật hay không? Trong khi các công ty kinh doanh truyền thống ngày càng công khai nói quá sự thật, phóng đại quá mức về sản phẩm của mình, thì các công ty đa cấp có một nguyên tắc là không làm quảng cáo và tiếp thị đại chúng. Tất nhiên, có những kẻ bất chính, lừa đảo đã nói quá sự thật về công dụng của sản phẩm. Nếu bạn được ai đó giới thiệu một loại thực phẩm chức năng chữa được ung thư hay tiểu đường, hãy báo ngay với công ty để được xử lý theo quy định và luật pháp.
chất lượng sản phẩm không có thật. Đây là một cách nói khác của việc khách hàng có hài lòng với sản phẩm hay không. Để một khách hàng hài lòng về sản phẩm cần hai yếu tố. Thứ nhất, công ty sản phẩm phải tạo niềm tin bằng công nghệ sản xuất, các loại giấy chứng nhận liên quan, tài liệu hướng dẫn sử dụng. Khi đã yên tâm với các thông tin do công ty đưa ra, khách hàng tự mình trải nghiệm để xem hiệu quả của sản phẩm có đúng như thông tin mà công ty đưa ra hay không. Nếu bạn chưa từng dùng sản phẩm, liệu có hơi vội khi kết luận chất lượng sản phẩm không có thật? Cuồng tín. Cuồng tín là khi bạn tin một điều gì đó hơn bất kỳ ai khác và niềm tin đó là không thể lung lay. Những cặp vợ chồng sống với nhau đến răng long đầu bạc, những doanh nhân đã duy trì doanh nghiệp của mình 20-30 năm, những người đã dành cả đời theo đuổi ước mơ đều là những người cuồng tín. Cuồng tín không phải là điều tiêu cực, đó là một điều tốt, thậm chí là yếu tố quyết định thành công của bạn trong một lĩnh vực nào đó. Bill Gates, Steve Jobs cuồng tín công nghệ, Henry Ford cuồng tín xe hơi, Pele, Maradona cuồng tín bóng đá. Bạn có thấy một người vĩ nhân nào mà không cuồng tín điều họ theo đuổi không? Báo chí phản ánh tiêu cực. Năm 2014, hãng tin BBC đưa tin về một thí nghiệm của hai nhà nghiên cứu Mark Drossler và Stuart Soroka tại Đại học McGill ở Canada. Thí nghiệm yêu cầu người tham gia chọn những tin tức về chính trị trên một tờ báo điện tử. Một camera bí mật theo dõi chuyển động nhãn cầu mắt của người tham gia thí nghiệm. Kết quả cho thấy phần lớn người tham gia chọn những tin tức tiêu cực như tai nạn, tham nhũng, chiến tranh, v.v. hơn là những tin trung lập hoặc tích cực. Bạn có thể tự mình làm một thí nghiệm nhỏ như sau. Hãy liệt kê 5 tai nạn khủng khiếp nhất và 5 sự kiện từ thiện lớn nhất trong năm 2015 mà bạn đọc từ báo chí. Bạn nhớ về những tai nạn hay nhớ sự kiện từ thiện? Đó là lý do hầu hết báo chí luôn ưu tiên những tin tức tiêu cực để thu hút người đọc. Không chỉ riêng đa cấp, mọi ngành nghề khác đều bị phản ánh. Mặc dù vậy, việc báo chí phản ánh tiêu cực là điều mà ngành đa cấp và người làm đa cấp chuyên nghiệp rất cần, bởi nó góp phần loại bỏ những thành phần đa cấp, bất chính và lừa đảo. Tóm lại, bất kỳ ngành nghề, lĩnh vực nào cũng có những kẻ bất chính, gây ra những tai tiếng, nhưng không thể dựa vào định kiến để đánh giá tiêu cực tất cả những người khác trong lĩnh vực đó. Nếu bạn quyết định tham gia vào lĩnh vực này, hãy lựa chọn trở thành người làm đa cấp, chuyên nghiệp. Để trở thành người làm đa cấp, chuyên nghiệp, trước hết, bạn cần chọn một đối tác là một công ty chuyên nghiệp.